Chơi. Tao mới phát hiện ra một cái điều nó rất là thú vị, đó là việc đeo khẩu trang bây giờ nó còn quan trọng hơn cả việc mặc quần luôn. Tin không? Thiệt. Mang khẩu trang bây giờ nó còn quan trọng hơn cả mặc quần vô nữa. Thậm chí nó quan trọng hơn cả việc mang bao cao su nữa. Tụi mày mang bao cao su á, tụi mày bảo vệ được hai người, nhưng mà tụi mày mang khẩu trang á thì tụi mày bảo vệ được cả loài người luôn, rất nhiều người nữa. Để tao nói cho tụi mày nghe mấy cái lý do mà tại sao là mang khẩu trang thì nó có quan trọng hơn việc mang quần nè. Mang quần á thì mày chỉ có bảo vệ được một người, tức là một mình mày thôi, đúng không? Mày tránh được sự gọi là xăm soi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mang quần vô thì mày sẽ tránh được sự xăm soi, nhưng mà mày mang khẩu trang vô á thì chắc chắn là mày sẽ tránh được sự kỳ thị. Mày cứ tưởng tượng đi, giờ mày ra đường mà mày thử mày không mang khẩu trang coi mọi người nhìn mày như thế nào, chắc chắn mọi người sẽ nhìn mày như người mọi luôn, hứa luôn đó. Còn á cái quần á thì tụi mày mua tới cả triệu bạc lận. Còn khẩu trang á, tụi mày mua chừng đâu vài ba ngàn, 5-10 ngàn ha. Nếu mà sang xịn mịn lắm thì mày sẽ mua khoảng chừng 40-50 ngàn cái. Đó. Mày mang quần á, là mày bảo vệ bản thân, đúng không? Còn mày mang khẩu trang là mày bảo vệ cả sức khỏe của đất nước lận. Nên là việc mang khẩu trang nó quan trọng hơn việc mặc quần là vậy. Mày mà không mặc quần á thì cùng lắm là mày vô, mày không mặc quần mà nhiều lần á nha thì cùng lắm là mày sẽ vô kiểu như là trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng mà mày không mang khẩu trang á, là dù chỉ có một lần thôi mà mày xui đi, đúng không, là mày sẽ vô trại cách ly, hiểu không? Nhìn thanh niên tiệp mà học hỏi ha. Một cái đặc biệt nữa là vậy nè, nếu như mà mang mang khẩu trang á, tao thấy nó rất bình thường á, là mày mang khẩu trang á thì mày, nếu như mày không đề phòng chống được Covid thì mày cũng chống được bụi mịn, mày cũng chống được bụi mịn thì mày cũng chống được những cái bụi mà nó trà bá lửa mà mắc mớ gì. Ủa bình thường tao vẫn thấy là không có dịch tụi mày vẫn đeo khẩu trang mà ra đường, mà nhất là mấy má ninja đó, tự nhiên giờ thấy yêu mấy má ninja ghê luôn. I love you ninja lead. Thiệt đó. Còn lại thì mày mày cởi quần á, hiểu không? Cái khi mà mày cởi quần á thì mày ho một phát á, hoặc là mày ho nhiều phát á, không ai quan tâm mày luôn, thiệt. Nhưng mà mày thử coi, mày không mang khẩu trang mày ho một cái coi, tụi nó túm là nó đấm, à không, tụi nó không túm là nó đấm mày đâu, nó bỏ mày chạy mất tiêu luôn. Mày làm bá chủ vô địch vũ trụ này luôn, thiệt. Bởi vậy nên tao mới nói là bây giờ á, mang khẩu trang nó còn quan trọng hơn cả việc mặc quần nữa. Nhìn đi, mấy nay có đọc báo không, thấy không? Giàu cũng chết, mà gì đẹp cũng chết, vú bự cũng chết, mà vú lép cũng chết, mập cũng chết, mà ốm cũng chết, cỡ nào nó cũng chết hết trơn á, hiểu không? Nên là gọi là gì ta, tao nói là gì, nếu như mà mày mà mang đồ đẹp á, mày mang đồ hiệu, mày mang đồ xịn á, hiểu không, cho cố vô, nhưng mà mày không mang khẩu trang á là mày trở thành tội đồ của đất nước, thậm chí là tội đồ của nhân loại, tội đồ của cả thế giới luôn. Và một điều rất là quan trọng đó là rất là tội nghiệp những người xung quanh mày. Nên vì thế hãy mang khẩu trang khi đi ra đường. Đi ra đường mà thấy nào mà không mang khẩu trang á, tụi mày lột khẩu trang xuống, tụi mày đứng, tụi mày ho trước mặt nó ba cái cho tao, bảo đảm má về mà nó không đội quần nữa, đừng kể luôn, nó khiếp liền, kể luôn. Đừng có nghĩ là mình khỏe mạnh là mình không cần mang khẩu trang. Hãy mang khẩu trang cho dù là mày có thể quất trong đêm, mới đêm qua mày quất ba con đi chẳng hạn, không, nhưng mà sáng ra vẫn phải mang khẩu trang, ok, đúng không? Tối hôm qua mình đã gọi là hết mình mang bao cao su thì sáng hôm nay mình sẽ mang khẩu trang với tất cả sự
trưởng thành và tỉnh táo nhất, đúng không? Khỏe cũng phải mang khẩu trang. Ok,